người nha. Hôm nay mọi người thấy là mình đang ở nhà của bạn Thông nữa các bạn. Đã Thông ở trong clip trước thì mình qua mình nhờ sửa điện thoại của mình mất đèn đó. Hôm nay thì mình qua làm phiền thêm xíu nữa. Hôm nay thì đem qua rất là nhiều điện thoại luôn, đem qua 4 cái. Đó là nó bị hư phần cứng trên main đó thì mình qua mình nhờ Thông làm. Tại vì mình chỉ có làm nói chung là bên ngoài thôi, thay thế là thôi, còn leo cái main này nọ thì phải nhờ Thông làm. Giờ để vô trong nhà cho các bạn xem nè. Này chúng ta đi vô chúng ta coi phòng làm việc nha. Đó. Ở cuối clip thì mình sẽ chèn cái đường link của bạn Thông ở trong đó đó, các bạn vô bạn đăng ký ủng hộ nha. Đang làm việc rồi nha. Đây hôm nay mình có mang qua này. Mang qua con iPhone 6S, hai con 6S với lại hai con một con 6S, một hai con 6S, một con 6 Plus với lại một con 6S Plus nha. Bốn con tất cả. Con đây nè. Đây con 6 Plus nè, 6 Plus bị liệt cảm ứng trên main đó các bạn. Thì nãy đã làm xong rồi nè. Làm xong rồi giờ để ghim ra ngoài để lát nữa đem về nhà mình gáp vô. Đó, phần cứng xong rồi giờ về nhà chỉ cần thay thế linh kiện này nọ xong rồi. Đó. Con này là bị trên main nè, bị mất nguồn nè. Đây hai con 6S Plus cũng bị mất nguồn trên main luôn nè, mình đem qua sửa. Bây giờ đang làm cái con thứ hai nè, cái con 6S bị chạm main đó các bạn. Do bị đập á, bị đập bể cái chip luôn. Đây là cao thủ Thông Nguyễn các bạn. Dọn chi vậy? Kêu. Nó bám đi dọn sạch sẽ. Này là đang dọn chì cho sạch nha các bạn nha. Để qua khi quay cho các bạn xem thấy rõ hơn. Này bên đây thì nhìn thấy rõ hơn các bạn. Do mình thấy zoom lên sát thì cái máy quay nó sẽ hơi bị rung lắc xíu mà. Zoom sát quá nó rung. Mấy chiếc nó nhỏ li ti nên chúng ta cần phải nhìn qua cái kính hiển vi các bạn ha. Phải có kính hiển vi thì mới nhìn thấy được. Các bạn nhớ đăng ký nha, đăng ký kênh của Thông Nguyễn nha các bạn. Mai đổi tên thành kênh gì đây? NT Fit gì bên tim rồi. NT mình sẽ để đường link phía dưới các bạn, mình để đường link phía dưới mô tả video các bạn đăng ký ủng hộ Tổng Thông nha. Đó. Làm rất là hay luôn nha. Con 6 Plus thì liệt cảm ứng trên main làm trong vòng 15 phút xong. Bây giờ tới phiên cái con 6S. Nghe xèo luôn. Hút chì xong giờ lấy cái con gòn vệ sinh. Cái con này là do bị đập các bạn nha. Đập nứt chân đập hơi nhiều luôn. Đập nứt luôn cái chip luôn. Nó đi qua đây coi ông này ông làm gì ở đây nữa nè. Này. Đang đo các bạn nha, đang đo. Cái con này bị gì vậy? Con này bị gì? Mắt hiển thị. Mắt hiển thị. Đây mấy cái IC đèn không ai? Chữ IC đèn. Bên đây ánh sáng nó đẹp hơn mình chỗ khúc đó thôi ta. Bên đó do cái đèn gì đó, đèn nó mờ mờ. Cái này làm tại nhà các bạn nha, làm tại nhà. Mai mốt thuê được mặt bằng thì không sẽ dời ra ngoài. Coi sơ đồ đó. Làm cũng rất là cực luôn mà thấy không phải rất là dễ làm đâu.
phải mò từng cái chân này nọ của nó. Đó, coi trên cái sơ đồ đó, thấy không? Phải coi sơ đồ rồi mới làm được. Này là mình chỉnh thông số xong tự động nó chạy phải cái công đoạn làm rất là cầu kỳ đúng không ạ? Đòi hỏi sự chi li. Con đó là mà chất liệu gì mình phải khoan gì không? Chất liệu của con này mình làm cho nó an toàn hơn. Ừ. Để mình phay xe mình làm nó an toàn và nó còn xe mặt sau nữa. À đúng rồi. Làm về cho nó các bạn thấy không? Để sửa được mỗi con điện thoại mà hư trên men rất là cực luôn rồi ha, mất thời gian rất là nhiều. Xong quá. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn. Đó, rất là kỳ công luôn.
ở mặt trước xong bây giờ thấy khò thêm cái mặt sau nữa này. Cái này là mặt trước, cái này mặt trước rồi, nãy là mặt sau. Khò lấy cái lồng nó ra. Nhìn coi coi nó đập có con nào nó bể không. Nhìn lúc nó rớt ra luôn phải không? Ừ. Giống như găng rụng vậy. Cái máy là máy bị đập cho nên phải coi các bạn nha, thật kỹ. Nhiều lúc mấy con tụ nó rơi ra mình nhìn không thấy được. Nó hở xíu thôi là mình cũng đâu có thấy được đâu. Phải đo mới biết được. Bể, tụ hù bể luôn hả? Thấy không, lấy cây chọt vô cái nó ra luôn các bạn thấy không? Văng mất tiêu. Mình nói đúng luôn các bạn thấy không, giống như găng rụng vậy. Vừa đưa cái nhíp vô là hở liền. Đó giờ phải lấy cái nhíp chọt 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 từng con coi nó con nào rớt ra không đó. Thôi. Tép thử nó chạm đâu rồi. Ui, nóng à. Nó chạm mà thấy không, nó chạm. Đưa tay vô nó hỏi rồi. Hôm nay cho các bạn trực tiếp nhìn trong cái phòng làm việc ha. Đó giờ phải đo từng chân coi nó chạm chỗ nào đó. Giờ đến cái khâu hút chì nha bạn. Dò chạm. Hút chì ra. Dò chạm. Dò chạm. Coi nó nóng ở khu vực nào, phân vùng mình đang. À cái đó là tha lên là khi nóng là nó cháy rồi không? Ừ. Nóng chỗ nào nhìn thấy liền. Khói trắng đi nè. Đó đó, được rồi. Đi xe đèn. Các bạn thấy không? Khói luôn nè. Cái con nào mà chạm lên là bắt đầu nó bốc khói lên đó. Đi xét đi. Bạn thấy không? Đang bốc khói nè. Cái con đang bốc khói là cái con chạm đó các bạn. Đó, được. Bốc khói luôn, bốc khói nghi ngút luôn nè. Hôi quá ha. Rồi ok, nếu mà sẽ chạm hay con xe đèn luôn hả? Mình biết được con nào chạm rồi đó. Giờ là biết được cái bệnh đó các bạn, biết được bệnh thì chúng ta dễ xử lý rồi đó. Bắt được bệnh rồi, giờ thì chúng ta khò lấy cái IC đó ra rồi.
cái vườn xung quanh hết. Còn cứng quá, nó có keo mà. Cái con này khò hơi khó em. Lỡ hai ba con chạm nhiều con lắm à, những cái vàng đèn cháy hết rồi. Cháy hết rồi, gỡ bỏ hết, gỡ bỏ hết những cái vàng luôn các bạn thấy không, đóng lại mệt luôn. Máy nó lên nguồn dòng bình thường. Lên các bạn, lên bình thường rồi, nó hết chậm rồi đó. Giờ chỉ việc là mình đóng nó lại thôi. Đóng đi xe lại thôi không? Đó là đang kích nguồn đó các bạn. Chọt nha, chỉ chọt xuống chỗ đó để kích nguồn lên đó. Cái chỗ đó là cái chỗ cộng cáp, cáp đi nút nguồn này rồi đó. Mình chạm cái đó là có nghĩa là mình đang khởi động nó đó. Dòng nó đang lên đẹp bình thường rồi. Bây giờ mình chỉ việc thay thế IC đèn với thay thế IC âm thanh xong. Máy mình nó sẽ lên nguồn bình thường. Máy hiện tại đang lên rồi đó. Máy lên bình thường rồi các bạn, giờ chỉ cần đóng lại thôi. Hết chạm rồi. Bây giờ là cái quá trình đóng lại IC khác rồi nha. Xíu nhìn không thấy luôn. Năm năm thấy kèo cộng 1.8 thì có. Vậy gỡ đi xe cảm ứng đèn ra đi. Các bạn trong thời gian đang sửa điện thoại cho mình thì có ông anh ở dưới Mỹ Tho lên cũng biết về kênh của mình luôn. Đây, ổng lên ổng sửa điện thoại. Ông anh này ổng lên ổng vô tình ổng gặp mình đây nè. Ảnh nói là ảnh biết mình trước rồi mới biết nhờ mình mà biết không rồi lên sửa. Đó ảnh mang cái con iPhone 6 lên sửa cái máy bị mất email các bạn. Đó. Từ dưới Mỹ Tho chạy lên đây mà do là có công việc nên ghé đi luôn. Này anh chào mọi người cái nè, mình tên gì ta? Dũng. Anh Dũng đi với chị hả? Đây đi với chị nè, đó về lên YouTube về thấy mình đó nha, tối nay là lên đó. Bây giờ qua nhà em ha. Dạ dạ, bây giờ là tạm gác máy của Thạnh TV qua bên để làm cho ông anh đóng về sớm, nhà dưới Mỹ Tho xa quá, làm iPhone mất email nè. Con của em là con cũng đâu phải con hay quá hay làm. Bạn sau khi đóng IC lại thì có email nè. Có email gọi điện được liền. Test mày cho anh em coi đi. Làm có trong vòng 20 phút các bạn nha. Đây. Sau 2 phút thì cái máy mình đã có được cái sự sống nè, có sức sống nè. Cái máy mà không có email là coi như chỉ để trưng bày thôi các bạn, đâu có làm được gì nghe gọi được đâu. Chạm đứa nhỏ chơi game. Yeah. Thay màn hình luôn ha, đó, nứt cái trên rồi. Sửa xong cái email rồi, bây giờ cái gì, nút nguồn hả? Nút nguồn ổng cũng nói chung là hơi lỏng lỏng rồi. Đó, bây giờ thay luôn cái vỏ khác hả?
thay được cái sườn khác luôn. Khuyến mãi cho cái sườn mới. Khuyến mãi cho cái sườn luôn các bạn. Làm bi may mà khuyến mãi luôn cái sườn máy luôn các bạn. Ghê chưa? Do cái sườn máy rảnh nó cái nút nguồn nè. Cái nút nguồn với lại cái cò sim nó bị chặt đó. Em nói vậy em bóp rồi. Nên đổi. Xin nữa gặp người khác xin nữa. Bao nhiêu người lên xin không có. Xin là ví dụ như 20-30 người lên xin đuối à. Chết luôn á, chết luôn á. Các bạn đây đang lấy cái dây cáp ra nè. Dây cáp nút nguồn với lại đèn flash rồi đó. Ở trên một con dây cáp này nó có rất là nhiều cái chức năng luôn đó. Đó đèn flash rồi cái micro. Dây nút nguồn. Khuyến mãi ảnh cái sườn đó, cái sườn một bạn. Còn đây là cái máy của ảnh nè. Sườn của em nè. Cái nút nguồn nó cứng đơ rồi. Bấm nó không có nhúng nữa các bạn thấy không? Bấm nó không có nhúng, nó cứng. Lấy sườn khác lắp vô luôn cho nó ngon lành. Anh em sáng giờ cũng giờ này chưa lắm bạn, chưa lắm rồi đó. Mà chưa có cơm ăn nè. Gung tay hết rồi. Một máy rồi. Dạ, làm cái nghề này nói chung vô ngồi làm rồi bắt đầu nó lu bu rồi tới chiều luôn. Các bạn thấy không? Tay chân sân gần xí gần xanh nổi. Làm quá không có thời gian ăn luôn á. Đây là cái con 6S các bạn. Còn 6S lên rồi đó. Chỉ có cái men với lại cái màn hình thôi. Đang test nè. Hơi động lâu quá. Lên nè. Đang đợi. Đợi xíu hết. Màn hình bị loạn hả? Ừ. Màn hình này màn hình bị nhiễm mà, bị phản quang, bị vô nước mà. Màn hình để dành test máy thôi. Đó được đó. Lại máy mới khởi động như đơ đơ. Nó nhảy lum. Nó phản quang nó bị hư rồi đó. Nhìn đúng rồi, con này là cái con hay tối tôi quay phim nè. Nhìn nó nhảy vậy. Cái màn hình này hư. Màn hư rồi. Nhìn nói chung chỉ này là ấy mà để test máy mà. Đó. Lên là có tín hiệu là ngon lành nè. Lắp vô thôi. Đúng con đó không ta? À, đúng rồi, cái con này là cái con con đọc kia là không quay được đâu, con kia là chết ngắt luôn rồi. Chết ngắt hả? Con này nó đang quay rồi nó sụp màn hình đó. Ừ. Đây bạn, cuối cùng cũng xong được cái iPhone 6S Plus của mình rồi nè. Là sáng giờ sửa được hai con. Ngồi quần cả ngày trời luôn. Cái con 6 Plus kia nó mất cảm ứng sửa xong rồi để về nhà gáp vô. Còn cái con này thì mình test luôn cho các bạn xem tại chỗ nè. Nó vừa bị mất nguồn mà vừa bị vướng vô cái lỗi là tai nghe mà. Là âm thanh nó không phát ra lâu ngoài. Đó. Để quay phim các bạn nghe nè. Alo 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 alo. Đó, thử coi. Coi chuẩn chưa? Alo 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 alo. Nó được rồi các bạn. Ngon lành. Giờ cũng đang tiếp tục làm thêm cái con 6 Plus cho mình, còn hai con 6 Plus nữa xong rồi. Nghe loa trong rồi nè. Cái con này bữa giờ vô bạn mẫu hai lần, lần thứ hai này biện lần nữa chắc cho lên đường luôn á. Bây giờ tiếp tục làm cái con 6S nữa là xong rồi ha. Bây giờ cũng chiều rồi các bạn ơi, ngồi từ lúc 10 giờ trưa ngồi tới trưa rồi bắt đầu anh em mới ăn cơm xong rồi. Bây giờ tiếp tục làm mới được cái hai con à, nó khó quá. Giờ còn hai con 6S nữa là xong rồi, mà còn hai con 6S này chắc để từ từ làm sao chứ không biết làm kịp nổi hay không nữa. Thì hôm nay chắc mình làm video đến đây các bạn ơi. Thì hôm nào thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Bây giờ đang thử cái con 6S nữa lên hay không.
Thì mình sẽ để cái đường link của bạn Thông ở phía dưới mô tả video các bạn. Thông có làm kênh YouTube về sửa chữa điện thoại này nọ nè. Thì chia sẻ cũng hay lắm á, các bạn có quan tâm thì vô đăng ký kênh để theo dõi coi này nọ giải trí chơi nha. Để mình coi cho biết với người ta. Đó, đang thử con 6S nè. Nguồn lên ổn định không? Mà màn hình nó chưa lên chắc là nó hơi xe đèn hay gì các bạn. Mất hiển thị. Cái con 6S này là mất hiển thị. Đó, còn cái con 6S, một con 6S nữa không biết là bị gì. À, hình nhớ rồi, hồi nãy là nó bị bể, bị nứt cái con chip, bị nứt á, nên chưa biết là thế nào nữa. Làm cái con dễ chứ, con nào khó để từ từ làm sao. Rồi, mình kết thúc video đây các bạn ơi. Bye bye nha.